Giao Linh được khán giả yêu mến dành tặng danh hưng nữ hoàng sâu muôn của dòng nhạc ballet show sau những tháng cống hiến cho nghệ thuật. Nữ dân ca Giao Linh luôn được thế hệ khán giả yêu mến và thường được nhắc đến như là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng thế hệ trước năm 1975. Cô sở hữu giọng hát truyền cảm và có phần nực nở thổn thức, phù hợp với những ca khúc nhạc buồn sầu lắng nên đã được nhiều người gọi biệt danh nữ hoàng sầu muộn của dòng nhạc vàng. Danh ca Giao Linh tên thật Đỗ Thị Trinh, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1949 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đam mê ca hát từ nhỏ với giọng hát ngọt ngào của phong cách trầm buồn. Bà từng được báo chí trước những năm 1975 tặng cho danh xưng nữ hoàng sầu muộn. Là danh ca nổi tiếng tại hải ngoại, từ năm 2001, bà thường xuyên về Việt Nam tham gia ca hát và làm giám khảo một số chương trình truyền hình. Khi mới sinh ra, ca sĩ Giao Linh rất nhỏ, bé và khổ nuôi, nên một thời gian sau đó khi làm giấy tờ khai sinh, cha mẹ cô muốn đặt một cái tên hơi xấu một chút để dễ nuôi theo quan niệm xưa. Tuy nhiên, người công chức phụ trách làm giấy tờ bé gái nên là vậy chủ quan nên đối tại Đỗ Thị Trinh. Bố mẹ Giao Linh quyết định giữ lại và cải tên này. Sau này khi ý định đi hát, Giao Linh được một người bạn tên thật là Thần ở Đà Lạt đặt cho nghệ danh Giao Linh với ý nghĩa là hai tâm hồn giao nhau. Cô cho biết nhạc ballet mang chất đời nhẹ nhàng, còn nhạc lặng trừ tình tiền chiến đi thầm đâm trải nghiệm khiến nhiều người nghiện ngầm vì cuộc đời của những câu từ sâu sắc của các nhạc sĩ Phạm Duy, Lam Phương từ Công Phùng, Ngô Thị Miêu vì yêu nhạc và ngầm từ ca khúc sâu sắc, thích hoài niệm nên tôi muốn định mình ở dòng nhạc tồn tại với thời gian. Giao Linh bắt đầu sự nghiệp kể từ khi ca hát dấu mốc thành huy chương vàng khi đại diện đoàn tham gia chương trình văn nghệ của đoàn Kim Hoàng, Nữ Mai vào năm 1966 trong một buổi giao lưu văn nghệ. Năm 1966, nhạc sĩ Thu Hồ được nghe giọng hát Giao Linh và hẹn bà lên hạng địa Conento của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông để thử giọng vào ngày hôm sau, mở ra cơ hội giúp Giao Linh ký được với hạng Conento hợp đồng thu địa quyền cho 3 năm. Giao Linh từng kể rằng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đặt ra cầu mở ra cơ hội giúp Giao Linh ký được với hãng Conento hợp đồng thu địa độc quyền trong 3 năm. Giao Linh kể rằng nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đặt ra yêu cầu rất khắt khe. Có lần đi cầu bà phải thu âm một ca khúc đến 48 lần. Đến khi bạn thu âm mới được thôi. Giao Linh cùng dành 2 năm. Giao Linh cũng từng dành 2 năm để học cổ nhạc theo mong muốn của nhạc sĩ. Song bà cũng cho rằng không có duyên với nghề loại này. Kể vì niềm đam mê ca hát, Giao Linh nói mẹ tôi là gốc Quảng Bình, nhưng từ hồi 8 tuổi gia đình vào Nam sống, hồi còn nhỏ bà hay thường nghe rửa khoai cho người ta, đến khi họ cho khoai vụn để lấy đem đi bán. Dù cực khổ, nghèo và không có trình độ, nhưng mẹ vẫn đoàn nghe lắm. Chắc có lẽ tôi chịu ảnh hưởng từ bà. Tôi tập đi hát từ rất nhỏ, mẹ phải giấu ba để tôi đi hát. Rồi đi học nhạc, tôi được từ ngày hôm nay là nhờ mẹ rất nhiều về văn nghệ. Hát tân nhạc mẹ không rành lắm, nhưng biết cổ nhạc và dân tới, tôi học và ông bà giáo. Tôi rất cổ nhạc ông thầy, khen hay mùi mân. Nhưng trong đầu tôi lại chỉ thích tân nhạc nên một thời gian sau chuyển qua tân nhạc.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.